Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, chương trình Văn nghệ tổng hợp. Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Văn nghệ tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Chương trình cũng sẽ được phát trên podcast YouTube Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, mùng 2 tháng 9 mang một ý nghĩa thiêng liêng trọng đại. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân tộc, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống, nhắc nhở cho nhau về giá trị của hòa bình, của độc lập hôm nay. Và cảm xúc về ngày Quốc khánh cũng là chủ đề của chương trình Văn nghệ tổng hợp của chúng ta hôm nay. Mở đầu trong mục 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà là bài viết Lê Thị Hoài Thanh cháy hết mình vì nghệ thuật của tác giả Linh Châu. Tiếp đến là trang thơ Tản văn, bài viết về những ngày mùa thu lịch sử, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chương trình. Năm mươi năm nền văn học nghệ thuật nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, thời kỳ sau năm 1975, trong không khí đất nước vừa thống nhất, đời sống lao động sản xuất diễn ra sôi nổi trong bài ca xây dựng. Đoàn Văn công Nhân dân Hà Tĩnh đã xây dựng rất nhiều chương trình đậm hơi thở cuộc sống, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh nhà và phục vụ đời sống tinh thần của đông đảo nhân dân. Từ trong hoạt động nghệ thuật sôi nổi ấy, nhiều diễn viên tên tuổi đã tạo nên những mốc son trong quá trình phát triển của Đoàn Văn công Nhân dân Hà Tĩnh. Và nghệ nhân, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh là một trong số đó. Sinh năm 1944 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nghệ nhân, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh đã dành trọn thời thanh xuân tươi đẹp của mình cho nghệ thuật sân khấu biểu diễn với một tình yêu mãnh liệt. Trong mục 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà, chúng ta cùng lắng nghe bài viết Lê Thị Hoài Thanh cháy hết mình vì nghệ thuật của tác giả Linh Châu. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Ngay từ thuở nhỏ, Hoài Thanh đã thể hiện được tài năng nghệ thuật thiên bẩm trong lĩnh vực múa dân gian. Sau khi tốt nghiệp lớp 7 vào năm 1965, bà bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình bằng việc gia nhập Đoàn Văn công Nhân dân Hà Tĩnh, đóng vai trò là một diễn viên múa. Sau này khi đoàn được chia thành đoàn kịch nói và đoàn ca múa nhạc, Lê Thị Hoài Thanh đã trở thành một diễn viên chính của đoàn ca múa nhạc Nghệ Tĩnh. Trong những năm tháng đầy biến động và khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn gian khổ từ năm 1967 đến năm 1968, bà cùng với các đồng nghiệp nghệ sĩ đã đi lưu diễn khắp các vùng chiến sự, mang theo những câu ca điệu múa để động viên tinh thần cho các chiến sĩ và nhân dân. Dù phải đối mặt với nguy hiểm và gian khổ, bất kể nơi đóng quân có nguy cơ bị tấn công, các nghệ sĩ vẫn dồn hết năng lượng và nhiệt huyết vào việc biểu diễn. Thậm chí trong những tình huống nguy hiểm nhất, khi phải tránh bom đạn bằng cách nằm rạp xuống đất rồi lại ngừng lên, họ vẫn không ngừng hát để tạo ra một không gian tiếng hát át tiếng bom. Đôi khi còn phải vượt qua những đỉnh núi hiểm trở, mang theo trang phục, trang thiết bị, biểu diễn, thậm chí là thức ăn bằng cách leo dốc cao hoặc đu bám vào gậy trên đường Trường Sơn để vượt qua những khúc cua nguy hiểm. Trong những năm tháng san truân của chiến tranh, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh đã ghi dấu ấn sâu đậm vào tâm trí của khán giả trên khắp cả nước bằng những tác phẩm nghệ thuật cao, chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc, phản ánh cuộc sống và ý chí chiến đấu của quân và dân Hà Tĩnh. Bà đam mê việc thể hiện các vai diễn đa dạng, từ những nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm văn học cổ điển như Hoạn Thư Đánh Ghen, Tấm Cám, Súy Vân Giả Dại, đến những vai thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua hình ảnh của những chiến binh trẻ tuổi trong Lựu Đạn Gỗ, Nối Lại Đường Tơ, Gái Núi Này. Dường như không có giới hạn tuổi tác, bất kể già trẻ, bà đều có khả năng khắc họa những nhân vật sống động, phản ánh được sự thiện lương và ấm áp trong cuộc sống hàng ngày, hoặc sự nghiêm túc khi nói đến tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, kể cả những vai phản diện như Thị Mầu, Hoạn Thư, Bà Xã Quan. Lê Thị Hoài Thanh cũng thể hiện rất thành công bằng ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng ngời và đường nét hình thể uyển chuyển. Lê Thị Hoài Thanh
đã tài tình tái hiện sinh động nội tâm nhân vật từ cảm xúc sâu thẳm bên trong đến cử chỉ ngoại hình bên ngoài. Dường như bà đã hòa mình vào từng động tác, từng bước đi, từng tư thế, truyền đạt không khí của cuộc sống, của tinh thần sản xuất và chiến đấu đầy sức sống. Mỗi lần khán giả được thưởng thức diễn xuất của bà, họ đều được đắm chìm trong một thế giới nghệ thuật sâu lắng, nơi mà những mệt mỏi và lo âu của cuộc chiến và đời thường dường như tan biến. Trải qua gần 20 năm gắn bó với Đoàn Văn Công Nhân dân Hà Tĩnh và Đoàn ca múa nhạc Hương Sen Nghệ Tĩnh, Lê Thị Hoài Thanh đã cùng đồng nghiệp tạo nên những thành công đáng khâm phục trong nhiều hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua việc giành được các huy chương vàng, bạc cấp khu vực và toàn quốc, để lại dấu ấn sâu sắc đối với khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Với những đóng góp xuất sắc của mình, Lê Thị Hoài Thanh được kết nạp vào hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, được Bộ Văn hóa Thông tin tặng bằng khen, thể hiện sự công nhận và trân trọng đối với những cống hiến của bà trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 1990, do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ già, con dại, chồng đau yếu, Lê Thị Hoài Thanh xin nghỉ hưu trước tuổi. Bà cùng gia đình định cư tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, bà tiếp tục tham gia vào phong trào văn nghệ quần chúng, không ngừng chia sẻ niềm đam mê và tài năng của mình với lớp trẻ và cộng đồng. Chỉ cần có cơ hội, có sân khấu và có khán giả, là bà lại đắm chìm trong những giai điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Bà say mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này đến mức, như nhiều người thường nói, ở đâu có dân ca ví dặm là ở đó có Lê Thị Hoài Thanh. Nhiều người dân nơi bà sinh sống không chỉ quen chiêm ngưỡng bà dưới ánh đèn của sân khấu, mà còn được chứng kiến cảnh nhiều lần bà được các fan hâm mộ tại quán cà phê súm xít vây quanh, yêu cầu bà hát đi hát lại đoạn Sẩm Chế với những lời lẽ hài hước. 60 tuổi vẫn chưa già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 qua tuổi ăn chơi, 70 là tuổi mới đi vào đời, 75 là tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu người yêu hoa. Người nghe, xem, thích Lê Thị Hoài Thanh hát không phải vì giọng hát hay, mà vì cái thần thái duyên dáng trẻ trung, dí dỏm đặc biệt của người đàn bà không có tuổi này. Đáng trân trọng là nghệ nhân Lê Thị Hoài Thanh luôn biết gác đi những lo toan đời thường để chăm lo cho nghệ thuật. Phải là người rất gần gũi mới hiểu được rằng, để có được một đêm diễn thuận buồm xuôi gió, thì ít nhất trước đó vài ba giờ đồng hồ, bà phải tất bật trợ búa, cơm nước rồi đưa đón tắm giặt cho các cháu nhỏ, vừa phải tự trang điểm áo váy. Bà quan niệm, muốn trải hết lòng mình cho nghệ thuật thì việc đầu tiên là phải tạo được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Phải luôn trong ấm ngoài êm mới yên tâm hát múa. Những khi có được ít nhiều tiền biểu diễn, bà mang nguyên vẹn khoản tiền ấy về làm quà cho ông cháu, để như muốn nhân đôi thêm niềm vui của mình. Lê Thị Hoài Thanh khát khao dâng hiến, vừa để bù đắp cho gia đình những năm tháng của người nghệ sĩ nay đây mai đó, vừa như muốn lấp đầy những khoảng trống mà người dân nơi bà sinh ra lớn lên và đang sinh sống đang thiếu hụt những món ăn tinh thần từ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Hiện nay, nghệ nhân Lê Thị Hoài Thanh đang đảm nhận một nhiệm vụ khá quan trọng, đó là phó chủ nhiệm phụ trách chuyên môn của câu lạc bộ dân ca dân vũ Thành Sen. Nhờ cách ứng xử tinh tế, linh hoạt và phong thái hồn nhiên vô tư, trong sáng, khiến cho bất cứ ai được tiếp xúc với Lê Thị Hoài Thanh cũng như được tiếp thêm niềm tin và khát khao chinh phục cuộc đời, theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Chính vì vậy, hội viên đăng ký tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ Thành Sen ngày càng đông, nhiều hội viên được bà kèm cặp nâng đỡ từng câu ca điệu múa, nay đã trở thành hạt nhân nòng cốt của câu lạc bộ như Kim Phú, Đinh Xuân, Lê Huyền, Hồng Hải, Thanh Hiếu. Dù nay đã bước sang tuổi 76, nghệ nhân Lê Thị Hoài Thanh vẫn là một hình mẫu sáng người của sự nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật. Bà đam mê nhiệt huyết như con tầm mải miết nhà tơ. Là hội viên chuyên ngành sân khấu biểu diễn của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng nghệ nhân, nghệ sĩ Lê Thị Hoài Thanh vẫn không ngừng lan tỏa sức sống và sự sáng tạo, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân tương lai. Đó là một cuộc hành trình đáng trân trọng và để lại dấu ấn không thể nào phai mờ trong lòng của những người yêu nghệ thuật và văn hóa dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử,
trên khắp các ngả đường rực bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy sinh to lớn của các cha ông đi trước, nhớ lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng. Từ đó dân ta càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tản văn rưng rưng. Thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Xúc động biết bao, tự hào biết bao, giờ ngẫm lại, hình dung lại quá khứ oanh liệt vĩ đại ấy. Mà trong tôi vẫn rưng rưng xúc động vì sung sướng đến vô cùng. Cũng kể từ mùa thu đó, trên tất cả các vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh, người dân đã lấy ngày Quốc khánh là ngày Tết độc lập. Tinh thần khát vọng tự do đã giúp quân và dân tỉnh nhà vượt qua biết bao hy sinh gian khổ, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Truyền thống yêu nước, kiên cường cách mạng đang tiếp thêm sức mạnh để nhân dân ta vượt khó vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng. Mỗi mùa thu qua, chứng kiến bao đổi thay trong diện mạo và đời sống của nhân dân Hà Tĩnh. Từ chỗ xuất phát điểm rất thấp, tỉnh đã vươn lên hòa mình cùng dòng chảy đổi mới với một thành phố và hai thị xã. Thị xã Hà Tĩnh nhỏ bé năm nào nay đã thành thành phố loại 2. Ngày càng nhiều những công trình mới hình thành nên đô thị văn minh hiện đại. Chất lượng sống người dân không ngừng được nâng lên. Huyền thoại núi Hồng sông La vốn đã nên thơ, nay càng thêm thơ mộng. Giữa phố xá mới có dòng sông với những con thuyền lượn lờ, những cánh đồng xanh thẳm đẹp như một bức tranh. Các bản làng xa xôi trên dãy Trường Sơn nay cũng đã có đường nhựa hoặc bê tông đi lại thuận tiện. Mọi sự chỉ đạo điều hành kết nối qua không gian mạng. Tỉnh đã có những thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như kẹo Cu Đơ, bánh bèo Hà Tĩnh, bánh đa vừng, ram bánh mướt, hến sông La, bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, mực Vũng Áng có tiếng thơm đang ngày một lan xa. Ngành du lịch được chú trọng phát triển, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Với các địa danh nổi tiếng lưu mãi trong lòng du khách khi về với Hà Tĩnh, xứ sở Lam Hồng như biển Thiên Cầm, biển Xuân Thành, chùa Hương Tích, ngã ba Đồng Lộc, hồ Trại Tiểu, vườn quốc gia Vũ Quang, khu di tích Nguyễn Du, Trần Phú. Mọi người dân Hà Tĩnh yêu thiết tha quê hương dân tộc mình, trải qua muôn vàn phong ba hoạn nạn vẫn kiên cường đứng lên giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, tự hào và xúc động biết bao khi
khi mình là một công dân của một đất nước có hàng ngàn năm lịch sử chói ngời, đời đời nhớ công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nguyện sống xứng đáng với những giá trị truyền thống của tổ tiên, ông cha ngàn năm để lại. Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động, làm chủ đất nước. Với những giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc mà cả dân tộc đã đổ máu để gìn giữ, cách mạng tháng 8 và ngày Tết độc lập sẽ mãi là niềm tự hào, là lý tưởng của các thế hệ hôm nay và cả mai sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Bác Hồ với cách mạng tháng 8 thành công của nhà báo Phan Trung Thành. Cách đây 79 năm trước, ngày 16 tháng 8 năm 1945, tại Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Lời hiệu triệu ấy đã trở thành tiếng kèn xung trận để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nhất tề đứng lên triệu người như một để khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra bước ngoặt vĩ đại, vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 với việc khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là ý chí, khát vọng của dân tộc, của non sông đất nước. Để đến với ngày vinh quang đó của dân tộc là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc, của Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, người thầy của cách mạng Việt Nam. Lịch sử mãi mãi ghi nhớ ngày 28 tháng 1 năm 1941, đất nước đó một người con lỗi lạc, tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Trở về sau 30 năm, Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. 30 năm ấy chân không nghỉ, mà đến bây giờ mới tới nơi. Đến với thành công của cách mạng tháng 8, từ tháng 5 năm 1941, người đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Đảng tại Khuổi Nậm, Bác Bó, để quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Ngay sau khi Mặt trận Việt Minh thành lập đã lôi cuốn tập hợp quần chúng cả nước đứng lên. Những năm 1941-1942 ở Cao Bằng, Bác viết rất nhiều tác phẩm, chủ yếu bằng thơ, kêu gọi phụ lão, thanh niên, dân cày, công nhân, phụ nữ, binh lính, toàn thể đồng bào đoàn kết một lòng, chờ thời cơ đứng lên đánh giặc cứu nước. Hỡi đồng bào yêu quý, việc cứu nước là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kể vai gánh vác một phần trách nhiệm. Người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dù phải hy sinh tính mệnh cũng không nề. Về việc chuẩn bị lực lượng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Bác viết tác phẩm về quân sự Cách đánh du kích năm 1941. Tác phẩm gồm 13 chương bao gồm du kích là gì, tổ chức, nguyên tắc cách đánh, tiến công, phục kích, phòng ngự, cách rút lui, thông tin liên lạc, hành quân, đóng quân, xây dựng căn cứ địa. Đã góp phần quan trọng giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, giới thiệu kinh nghiệm lịch sử và những nội dung của đường lối quân sự, phương pháp, cách thức đánh du kích, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. Cùng với việc chuẩn bị tài liệu cho huấn luyện, Bác cho mở lớp quân sự đầu tiên tại Bác Bó. Những học viên của lớp có kể lại, truyền Bác dạy cho họ bài học về tinh thần thượng tôn dân tộc, lòng yêu nước, niềm tự hào. Hôm đó đến môn bồng súng chào, cả lớp đang bí không biết chào theo kiểu gì thì được Bác đến thăm. Bác hướng dẫn cho các học viên cách chào có súng và chào không có súng và làm động tác mẫu trước. Người cầm lấy cây gậy dựng ở vách, ướm đặt bên thắt lưng, bàn tay trái đỡ súng, mũi về phía trước, bàn tay phải nâng báng súng áp vào thắt lưng, đường thẳng của súng và người tạo thành một góc nhọn làm thành chữ V. Nhìn động tác chào của Bác,
một đội viên reo lên. A, chào theo kiểu chữ V, chào theo kiểu Việt Minh. Sau một thời gian chuẩn bị, người đã chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Theo người, nó là đội tuyên truyền vì muốn hành động có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng. Cho nên, theo chỉ thị mới của đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao Bắc Lạng, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, trở thành một đội quân bách chiến, bách thắng, trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng với những chiến công hiển hách trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính hất cảng thực dân Pháp độc chiếm Đông Dương. Trước tình hình mới, để có điều kiện kịp thời chỉ đạo phong trào cách mạng đang dâng cao trong cả nước, từ đầu tháng 5 năm 1945, Bác cho chuyển đại bản doanh cách mạng từ Bác Bó, Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Theo hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời điểm đó ở Tuyên Quang, Bác đang mệt, nhưng người vẫn kiên quyết. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Câu nói bất hủ của người đã trở thành ý chí sắt đá, quyết tâm của cả dân tộc đứng lên giành chính quyền. Chấp hành chỉ thị của Bác, ngày 4 tháng 6 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh đã triệu tập hội nghị cán bộ tuyên bố thành lập khu giải phóng. Để lãnh đạo của cách mạng giải phóng dân tộc đi tới thắng lợi, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc Việt Nam trong mặt trận Việt Minh, biểu thị lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, biểu thị ý chí và quyết tâm đưa cuộc tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 khẳng định tầm nhìn chiến lược, vai trò to lớn của Hồ Chí Minh. Đó là sự chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, nắm bắt thời cơ cách mạng để chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao thác ghềnh với một niềm tin mãnh liệt, khát vọng độc lập tự do. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ, anh dũng của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, góp phần đưa dân tộc Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi này đến thắng lợi khác để có được cơ đồ rạng rỡ như hôm nay. Kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong rạo rực niềm tin, niềm tự hào, chúng ta tưởng nhớ biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do. Thành quả đó luôn là ngọn nguồn sức mạnh, động lực để dân tộc ta tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết chủ động, nắm bắt thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo, đưa đất nước quê hương phát triển ở tầm cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp kỳ này xin khép lại tại đây. Thực hiện chương trình Thuận Huế Mỹ Dung, kỹ thuật âm thanh Hồng Thắm qua giọng đọc của phát thanh viên Lam Giang Phương Hiền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.